Thưa quý vị, liên quan đến các vụ việc giấy đi đường cấp tràn lan không đúng đối tượng, không đúng mục đích, vi phạm các quy định phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 20 triệu đồng đối với một cá nhân và tổ chức có hành vi nói trên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu xử phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng An Hải Minh có địa chỉ ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và xử phạt 7 triệu 500 ngàn đồng đối với cá nhân ông Nguyễn Minh Cảnh, trú tại thành phố Đà Nẵng, là công dân của công ty nêu trên, cùng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, sáng ngày 3 tháng 8, tại chốt kiểm soát dịch của Công an quận Hải Châu, phát hiện hai trường hợp là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Hải Minh và ông Nguyễn Minh Cảnh có sử dụng giấy đi đường sai quy định, ký và đóng dấu khống nhiều giấy đi đường khác. Cùng với đó, lĩnh vực hoạt động của công ty này cũng không thuộc trường hợp được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, nên Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt và buộc dừng mọi hoạt động của công ty trong thời gian này trên địa bàn.